Lisa, Blackpink, biểu diễn tại quán rượu khỏa thân, mẹ ruột gánh hậu quả. Ngày 2 tháng 10, người hâm mộ phát hiện bà chiếc thiếp Berlin, mẹ Lisa, Blackpink, đã xóa tài khoản Instagram cá nhân. Động thái này diễn ra sau khi Lisa chịu làn sóng chỉ trích vì biểu diễn tại quán rượu khỏa thân Crazy House ở Paris, Pháp. Cùng với Lisa, mẹ và các thành viên trong gia đình cũng phải hứng chịu những bình luận ác ý. Đó là nguyên nhân khiến mẹ Lisa phải khóa tài khoản đột ngột. Mẹ của Lisa luôn ủng hộ với con gái nên bà đã bay sang Pháp, cùng con gái chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại Crazy House. Tối ngày 30 tháng 9, cũng đã có mặt tại hộp đêm để đến xem buổi biểu diễn cuối cùng của con gái. Các thành viên Blackpink, gia đình bạn trai tỷ phú và nhiều người nổi tiếng cũng có mặt để ủng hộ Lisa. Lisa là tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng vì đã phá vỡ ranh giới của K-pop với màn trình diễn tại sự kiện Crazy Ho. Theo một người tham dự, Lisa đã xuất hiện xuyên suốt chương trình tổng cộng 6 lần trong các bộ trang phục khác nhau và thể hiện kỹ năng vũ đạo của mình. Mặc dù không khỏa thân như các vũ công khác nhưng màn trình diễn với nội y của Lisa tại hộp đêm này gây nên tranh cãi dữ dội. Đến mức này, dù có cởi hay không cởi thì cũng chả tốt đẹp gì. Thoát y rất thô tục cô này không cởi hết mà còn mặc một chút thế nhưng bạn nhảy thì cởi đến độ chỉ còn quần lót dù sao thì chỉ cần tham gia cái show này thôi là rất thấp kém rồi bản chất vẫn là thoát y thôi cực kỳ không ổn chưa nói đến việc lột đồ hay không lột đồ thì chỉ bằng việc cô này xuất hiện ở đây đã là rất không bình thường rồi là bình luận của nhiều cư dân mạng trung quốc cùng với đó những người nổi tiếng đến xem lisa biểu diễn như angela baby trương gia nghe cũng bị chỉ trích nặng nề truyền thông trung quốc cũng xóa các bài đăng liên quan đến angela baby ám chỉ việc tẩy chay angela baby trên toàn quốc